Chị tên là Nguyễn Thị Thu Hà. Công việc của chị là sản xuất nhựa về cánh quạt nuôi tôm. Bé gái này thì tên là Nguyễn Ngọc Minh Anh, còn bé trai này tên là Minh Khôi. Tại vì chị thấy cái nha khoa này là của Diễm Hương á, nên là chị mới tới để chị làm. Hồi lúc trước là khi mà chị chưa có đến Anna thì răng của chị nó hơi ngã vàng, rồi nó không đều, nên là chị tới đây để chị làm răng sứ. Thoải mái lắm, làm răng thì nó cũng không có giống như quá sức, giống như mình sợ, nó nhẹ nhàng lắm, mà bác sĩ làm rất là nhẹ nhàng, mà trong quá trình làm thì bác sĩ gần gũi với mình đó, cho nên là mình không có cái cảm giác là bị áp lực. Chị làm răng sứ ở bên mình là cái thứ nhất, và bây giờ chị đang nhổ răng. Chị rất là vừa ý với cái răng sứ của chị, làm đó rất là đều và đẹp. Nói chung là bác làm cho mình là thẩm mỹ luôn á, là cho hợp với lại cái khuôn mặt của mình á. Trước tiên là chị cảm ơn tất cả các bác sĩ ở đây, nhất là khi mà làm răng sứ này thì là bác Tuyến làm cho chị đó, nên là với lại hồi nãy á, là chị lên là chị làm nhổ răng của bác sĩ mới nhổ răng cho chị, thì chị thấy hình như là bác sĩ ở đây người nào cũng dễ thương hết cho nên làm rất là nhẹ nhàng. Chị không có cái, nói chung là chị không có áp lực, tại vì làm răng là người ta sợ nhất á, người ta sợ nhất đi làm răng, nhưng mà đến đây làm thì không có thấy bị áp lực. Con chị thì cũng hôm nay bé cũng tới để mà cạo vôi răng á, làm sạch răng, thì bé là người sợ nhất là làm răng, nhưng mà cuối cùng cũng cũng được, đúng không con?